Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bản tin 360. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất đang được dư luận trong nước và thế giới quan tâm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp, thưa các vị đại biểu Quốc hội, thưa đồng bào và cử tri cả nước, về ý kiến của số đại biểu về cái kết quả tiếp nhận giải quyết các đơn tố cáo về sai phạm trong hoạt động quyên góp từ thiện thì chúng tôi xin trao đổi. Hiện nay thì Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát Hình sự đang tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các cái nguồn tin phản ánh trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động quyên góp tiền từ thiện cứu trợ trong cái đợt bão mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ để làm rõ những vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện nay đang triển khai các cái công việc kiểm tra xác minh thì Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát xác định những cái tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân, phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh làm rõ số tiền hàng các nghệ sĩ đã tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương. Cũng đã mời làm việc với một số cá nhân tổ chức đề nghị cung cấp các cái thông tin có liên quan để sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời thì Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự toàn quốc rà soát nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên địa bàn, kịp thời phát hiện các cái trường hợp cá nhân tổ chức lợi dụng các cái hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các cái hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua rà soát tại các địa phương thì hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 6 cái tố giác về tội phạm của công dân có liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận phân loại 6 cái tố giác theo đúng quy trình của pháp luật tố tụng hình sự và mọi công việc thì hiện nay đang tiến hành theo đúng cái quy định của pháp luật. Đồng thời qua cái công tác rà soát, nắm tình hình thì Bộ Công an cũng sẽ kiến nghị các cái cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến về cái vận động tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các cái nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các sự cố nghiêm trọng, các cái bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo hướng bổ sung các quy định để hoạt động này đảm bảo công khai minh bạch và vừa qua cũng đã được tiếp thu để ban hành cái nghị định 93. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Tiếp tục mời. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.